có những cái bước nào cụ thể cho đường hướng tương lai của mình nữa? Em học đại học xã hội nhân văn thì em vẫn mong là mình có được một cái bằng đó, nó cũng là một cái gì đó để mà nó khẳng định chắc chắn cho mình. Có nghĩa sau này dù em không có làm nghệ thuật thì em vẫn có một cái gì đó để em đi. Thật sự đôi lúc em hoang mang lắm. Giống lúc nãy em nói chị, ngày nào em cũng hoang mang về cái tương lai của mình. Hôm đó em vẫn kiếm được tiền, em vẫn được làm đam mê của mình, mà tối về em vẫn suy nghĩ không biết tháng sau em có cái gì để làm không, năm sau em có cái gì để làm không, em sợ lắm. Thì khi mà nghe em tâm sự như vậy hồi nãy thì Miko cũng có nói rồi, bây giờ Miko sẽ làm một cái cuộc biểu quyết coi như ở phim trường đang có nghệ sĩ nào thì thử hỏi là coi là người nghệ sĩ đó có băn khoăn về sự nghiệp của mình mỗi ngày giống như là Gia Linh hay không. Ai có giơ tay? Thì chị nghĩ, chị đoán thôi, chị chưa có biết, nhưng mà chị nghĩ là phải 80-90% hoặc là 100% tất cả mọi người đều như em hết. Nên em cứ yên tâm, và nhất là cái tuổi của em nữa, lại là một cái tuổi rất là rộng mở, nhiều hướng chờ dành cho em. Cái mà cần nhất ở em là sự đam mê, sự quyết tâm với nghề là em có rồi, em cứ yên tâm. Cô có nghe Linh tâm sự rất là nhiều không? Có, cũng nghe. Hồi sáng thấy em quay phim một chút mà đã suy nghĩ thay đổi gần một ngày rồi. Thì cô có suy nghĩ như thế nào? Cô cũng vẫn phân vân cái chỗ là cái nghề của em nó có được bền hay không. Cô có sợ là nó sẽ bơ vơ lạc lõng, có nghĩa là đầu nào cũng được. Chính em cũng nói như vậy luôn. Về cái khoảng đó thì thấy là hai mẹ con có suy nghĩ giống nhau, có nghĩa là cẩn thận. Là bây giờ trong mắt con thấy là Linh là một cô gái rất là đam mê và rất là yêu nghề, bởi vì dám ở cái tuổi này mà dám đầu tư là một cái phim ngắn quá. Cô cũng không hiểu về cái nghề nghiệp đó, nhưng mà cô nghĩ cái bản tính đó thì chắc là em nó cũng giống cô đấy. Cô cũng mạo hiểm lắm. Cô cũng vì mạo hiểm mà cô nuôi được hai đứa tới giờ này. Chứ khi chồng cô mất á, là thời đấy cô cũng gọi là đổ nợ đấy. Nếu mà em có cái bản lĩnh đấy là cô cũng đồng tình, cô cũng không có phản đối. Cô vui đúng không ạ? Cô vui, tại vì người là phải có nghị lực, phải có như vậy thì mới làm nên được. Chứ nếu mà rụt rè thì không làm được một cái gì hết. Đối với cô thì khi chồng chết rồi không phải là khóc lóc hay như người ta là buồn rầu này nọ, mà cô là khi đấy là hình như quên đi cái nỗi buồn đấy, mà chỉ có lo làm đến nuôi hai cái nhỏ cái này, sợ người ta tới lấy nhà thôi. Là mình lại cứ một mình là cứ phải là và thằng con trai nó ra nó coi cho là mình lại cứ phải về mình làm. Đó chồng chết xong cỡ tháng tháng thì ngân hàng tới niêm phong nhà. Đối với Linh thì nó nghĩ hồi đấy nó nghĩ là cái nghề thịt heo là xấu, nghề mẹ bán thịt heo là xấu, có nghề bán gì cũng được nhưng mà riêng bán thịt heo là xấu, nó cứ nghĩ vậy. Lúc đó học cấp 2 thì phải, mới ngồi lên lớp 8, lớp 9 gì đó mới ngồi học lớp, xong rồi mới ngồi chơi, cái em mới hỏi là mai mốt mày làm nghề gì, xong rồi em mới nói, lúc đó em nói em làm cái gì em cũng quên rồi, mà cái bạn đó nhà bạn rất là giàu nha, bạn mới nói là trời ơi mày học làm cái gì, mai mốt nói mẹ mày sắm cho một cái bàn ra bán thịt heo giống mẹ mày đó, con đi học. Tự nhiên lúc đó em tức kinh khủng luôn. Cái lúc mà mẹ em hỏi là sao mày không ra phụ, sao con không ra phụ, cái em nói là mẹ đừng có bắt con ra phụ, con không phụ đâu, mà em không, em đã muốn né tránh cái từ xấu hổ rồi. Cái kiểu lúc đó em sao em cũng biết lúc em suy nghĩ gì. Nói tới tiếp về chuyện mẹ đi, mẹ làm heo hả? Rồi sao? Thì mẹ phải làm công việc như một người đàn ông. Tội anh em với mẹ em đó. Em là một cái đứa mà được anh em với mẹ em bảo vệ tới cùng. Có nghĩa là dù có khổ cỡ mấy thì em vẫn như một công chúa vậy. Chứ hồi trước lúc ba em mới mất được có mấy ngày hay gần tuần là mẹ em đã đi làm lại rồi. Làm như điên luôn. Tại vì lúc đó mẹ không làm sẽ không có tiền. Rồi lên cấp 3 này kia em cũng thay đổi. Nhưng mà vẫn cái tự ái của mình nó vẫn còn trong lòng á. Nó vẫn xấu hổ, nó vẫn còn, nhưng mình bớt lại thôi. Ví dụ như là bạn em đi chở mẹ em, em cũng, em sợ lắm chị. Thật sự luôn. Em sợ cảm giác mà em nhìn từ xa cổng chợ mà thấy mẹ của bạn em là em biết lỡ mà con nó đi theo là em phải né né. Em phải nói mẹ con đi ra đây chút xíu hay sao đó.
Nhưng mà bây giờ em không vậy nữa. Bây giờ em không, em tự hào luôn á. Em đi làm thêm rồi, em không có ngại gì hết, dạ. Đúng không? Tại vì cũng sau những cái đó mình nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình kiểu dạng như là bán buôn ở chợ vậy á, cái mình nói là tại sao mẹ mình làm được mà mình không làm được. Mẹ em là cũng mẫu người lý tưởng em noi theo á. Ra đây thì không một mình, thì cô cứ mai sáng dậy là 4:30 thì cô đi xuống thị trấn đó, cách 25-27 cây số gì đó, là cô xuống cô lấy cá với lại rau với lại trứng với các loại để về cung cấp cho công nhân, bán lại cho công nhân đây. Chị thì chồng mất sớm, xong là nuôi hai đứa con thì cũng vất vả. Tất nhiên là chị là cái người mà rất là tháo vát, nên khi bọn mình làm ở đây thì có cái phần mà cung cấp thực phẩm cho các cái nhà thầu rồi các tổ đội công nhân thì lại bỏ mối hàng ngày từ sáng sớm đến chiều tối, thì nó cũng tạo ra cái thu nhập cho chị, nó cũng khá ổn định. Tất nhiên là cái khí hậu Tây Nghệ An này nó khá khắc nghiệt, nhưng mà mùa nóng thì ở đây rất nóng, chứ còn ở đây mùa lạnh thì có những cái khu vực mà từ thị trấn vào đây thì lúc nào cũng có sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì cả, rất là nguy hiểm. Cái đoạn đèo nguy hiểm nhất đây gọi là dốc chuối đấy, là trơn trượt, rồi là sương mù, rồi là không có bóng người. Thì cũng là có nhiều lần chị ấy đi và cái xe hàng nó nặng như thế, nó cũng có nhiều lần là ngã. Một ngày vài chục cây đường đèo dốc này là cực kỳ vất vả, nắng mưa gió rét lạnh, nhưng mà chị vượt qua được tất cả và làm rất tốt cái công việc của chị. Hình như ở đây 30 đêm thì khóc hết chừng 20 đêm. Ví dụ như mình có một cái gì đó buổi ngày là trong công việc là bị áp lực thì mình không biết tâm sự với ai. Con là hoàn toàn là giấu hết, không, cô không bao giờ mà cô nói ra với con là ở đây làm khổ, mà điều là mách là sướng. Cứ nói là mẹ ở đây là sướng hơn ở trong Phú Yên là gấp đôi lần, nhưng mà thật sự là ở đây là rất là khổ. Nhưng mà có một cái là cô đi đây là đi cả năm, mình không phải con nhỏ con lớn gì, là đi cả năm, là cuối năm là mình thu về được một đồng tiền cục, tất cả vì tương lai con với lại nợ nần trả phải trả hết, cho nên là cô chịu khổ đi cỡ ít năm, ba nó không còn nữa, cho nên là cô không ngừng làm. Ví dụ như một mai mà Gia Linh ấy mà làm có tiền nhiều, hoặc với lại cái anh nó làm có tiền nhiều, thì cô vẫn đi làm thế này. Cô còn có một bà mẹ chồng, có nghĩa là mẹ của bà nội của Gia Linh, hiện giờ gần 100 tuổi vẫn sống một mình. Với cô lại có một bà chị ruột là bị tai biến, nằm một chỗ nữa. Như giờ đây thì Gia Linh hoàn toàn là không xin tiền của cô nữa. Cô không biết là nó có đủ để cuộc sống của nó trong đó hay không, mà cô cũng hiểu được. Đời cô chỉ mong là con cái cô có việc làm và cô trả hết nợ. Bữa nay hơi bận, nhưng mà
Ở đó xuống thị trấn sao? Trước đây mình lành rồi, cháu biết rồi. Cũng đại đặt mẹ trong nhà không đi không mà tốn tiền. Tốn tiền rồi. Ngồi đây mà cứ nhắc không tốn tiền. Mẹ em là đi theo em từ sáng giờ. Ủa đi rồi sao? Đi từ trường Nguyễn Thái Bình tới giờ, từ sáng tới giờ là cô ở gần gần đó cô nhìn. Xong rồi coi qua chương trình quay phim cho cô xem. Nhưng mẹ không thấy việc gì sắp được gặp con gái đâu, mẹ không có thấy gì mẹ hết. Em không tin nổi luôn. Con gái yêu mẹ một cái. Cảm ơn mẹ. Nhưng mà vẫn thương ba hơn. Hồi nhỏ thì là cứ thương ba. Thương hết. Nhưng mà như vậy là ngoan rồi. Còn ở trong đây một mình mà không hư khẩu là sướng, ngoan sướng cho mẹ đó. Dạ. Mẹ về mẹ cắt thịt bò cho mẹ nha con ăn ha. Rồi thôi. Ra mua cơm. Dạ. Ôi tí nữa sẽ cho mọi người ở đây ăn. Dạ. Tại vì rất là ngon luôn. Con cũng xin phép về với mẹ con đây.